bạn tôi sẽ sắp bị đứt đây. Hôm nay mình sẽ khám cho một chị bệnh nam 19 tuổi sinh viên các bạn. Bạn đang bị hẹp bao đầu độ 2, các bạn thấy là nó cứ không lộn hết ra được. Bạn này bạn ấy rất là may, bạn còn trẻ và chưa quan hệ bao giờ, cho nên là nó không bị dính. Chứ còn những trường hợp như này mà có quan hệ rồi, bên trong các bạn hình dung là không để được chúng ta vệ sinh được đúng không? Thì trong sẽ rất là dính. Đấy, thì mọi việc cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Trường hợp này chúng ta sẽ phải cắt bao quy đầu thôi, nó không có án chữa khác được. Xin chào bạn, tôi sẽ sắp về đất đây. Mình vừa cắt bao đầu cho một chú nam 19 tuổi bạn ạ. Đi bao đầu độ 2. Một ông thanh niên 19 tuổi nhưng mà rất là giỏi. Các bạn cùng xem cái cậu nhỏ của bạn ấy nhé. Các bạn thấy là nó vết mổ sau khi chúng tôi phẫu thuật cắt bao đầu bằng phương pháp mà siêu thẩm mỹ này. Quá đẹp luôn, nó như là không có một cái gì luôn đấy, đây thì gá với nhau ấy, đúng không? Đau không em?